Chào các bạn đã trở lại kênh chuyện ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy bình luận cảm xúc, like kênh, chia sẻ kênh và đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Kênh chuyện ma tác giả Hàng Bảo sẽ phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được nghe qua câu chuyện của chú Ba Đức. Thì chú Ba Đức năm nay đã 51 tuổi rồi Và bà chú có chia sẻ một câu chuyện xảy ra khoảng 26 năm trước à, Chú Ba Đức thì sống ở Sài Gòn cả nhà Cả gia đình của chú Ba thì sống ở khu vực quận 5 Thì lúc đó chú Ba Đức 25 tuổi Thì chú cưới vợ Chú cưới vợ được khoảng gần một tháng á Thì chú vẫn ở chung với trong nhà thôi Nhưng mà cái kiểu mà cũng chặt chội đang tìm một cái địa điểm nào để cho hai vợ chồng ra riêng về cái phần kinh tế thì chú Ba Đức lúc đó là cũng dư dả, cũng có thể ra riêng một cách bình thường. Thì chính vì cái điều đó mà xui khiến làm sao chú Ba Đức cùng với vợ của mình mới đi mua một cái căn nhà bên quận 7 Thì ban đầu cũng chưa có định là mua bên đó nhưng mà xui khiến sao mua. Với lại một phần nữa thì chú Ba Đức nói là cũng do cái cái tôi, cái tôi của chú Ba hơi bị lớn mới mua căn nhà đó chứ nếu mà bình thường thì chắc không ai mua đâu. Thì câu chuyện nó bắt đầu như thế này. Phải nói đầu tiên là cái căn nhà ở bên quận 7 trước. Thì do tính chất của câu việc câu chuyện cho nên là chú Ba Đức khi mà gửi chuyện chú không có nói rõ là cái vị trí ở cái đường nào đường nào nha cả nhà. Thì cái căn nhà đó đó thuộc cái căn nhà mà theo kiểu cấp 4 mà thay gì á ở trên là người ta làm mái làm này làm nọ thì không, làm bằng làm bằng như vậy đó cả nhà. Rồi cái gia đình đó khi mà họ cắt cái nhà lên á thì họ làm thêm cái máy ở trên để họ che, che mưa, che gió nhằm khi giống như là một cái sân thượng mình bây giờ vậy đó nhưng mà nó rộng rãi hơn nhiều. Rồi lên là có thể là là là, là có chỗ che mưa, che gió cho nên là nó cũng có dơ cả nhà. Bụi bặm thì mình lên mình quét thôi. À, thì có thể là lên trên đó để mà ngồi chơi này nọ rồi ăn uống đồ cách bình thường. Thì có nghĩa là cái người mà người ta cắt cái nhà đó lên á à, cũng có điều kiện mặc dù người ta không làm lâu nhưng mà người ta làm vậy rồi ở dưới thì rộng rãi rồi ở trên là lên chơi này nọ thì nó cũng rất là ok thì cái gia đình của cái người mà cất cái căn nhà đó lên á thì bảo sẽ gọi là gia đình của chú thím hai thì chú hai là con một của ông bà tư đó thì ông bà tư nó lớn tuổi rồi à, do là là à, cưới nhau trễ đó thì cỡ 31 tuổi là mới sinh uh, chú hai ra thì khi mà chú hai được sinh ra rồi thì tới năm mà 28 tuổi á Chú hai mới là có vợ Rồi 29 tuổi thì sinh được đứa con được một tuổi là đứa bé trai Thì lúc đó là cái kinh tế nó ổn định rồi Chú mới về đó chú mua đất rồi chú mới cất một cái căn nhà lên Thì cái căn nhà này á Ở bên tay phải thì có một căn nhà khác của một cái người người ta cắt trước đó rồi Nhưng mà bên tay trái á Thì nó có một cái khoảng đất khoảng đất này thì không phải là cái phần đất của Chu Thiem Hai đã mua, không phải đất Của người ta. Thì cái khoảng đất này cái bề ngang nó có có chừng là khoảng là bốn thước rưỡi cả nhà, bốn thước rưỡi đến năm thước. thì mới có một cái nhà khác. thì cái nhà đó nó, nó có một cái hàng rào người ta bao bọc xung quanh cái nhà người ta luôn. thì ở bên trong đó, có một cây dầu, cây dầu cũng rất là lớn nha. thì nhờ là có cái khoảng trống ở giữa cho nên là cái cây dầu này nó cũng che được không cần phải chặt những cái những cái nhánh dầu mà nó đâm qua bên uh, uh, cái phần đất của người khác á à, nhưng mà giống như lúc đó là người ta không có khó khăn gì cái dầu cũng đểy thinh vậy con cái là nó trồm qua chỉ được khoảng chừng là à, một thước mấy thôi một thước rưỡi đảo lại à thì um, chú thêm hai này là khi mà về cắt cái nhà xong á là mới đưa ông bà tư vô ở vô bên trong ở á, thì nó xảy ra khá là nhiều Cái việc tâm linh khiến cho gia đình của chú thím hai này cũng như là ông bà tư mặc dù không muốn nói ra nhưng những cái việc mà đi mời thầy này nọ về cúng á, nó xảy ra thường cho nên là mặc dù là người ta không biết là cái sự tình bên trong nó như thế nào nó rốt rẻng là nó nó ra làm sao à, nhưng mà thấy là có thầy bà về cúng mà cái nhà gì xong mà cứ dài ba ngày cúng lần dài ba ngày cúng lần mà dòm vô cái mặt mài của um, chú hai và thím hai á, thì nó nó, nó nó tót ra một cái vẻ là, là, là sợ sệt và rất là lo lắng người ta dòm từ bên ngoài vô người ta cũng suy đoán phần nào về cái việc ở trong nhà này rồi nhà mà mới cắt mà cúng cái kiểu liên tục như vậy là người ta nghi rồi cả nhà người ta nghi là cái phần đất ở chỗ đó không biết là có ma cỏ gì không tại vì hồi trước á thì khi mà chú thím hai về đây để mà mua thì đó là một cái căn nhà nhỏ giờ mới dở căn nhà nhỏ lên các cái căn nhà lớn lúc đó là ở gần chỗ đó đó à, cỡ chừng là 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 chục thước thì có một cái quán cái quán này là cái quán của chú trường chú trường này là là, là bạn của ông uh, chú bà đức á. chú trường này có vợ rồi cũng có con rồi mà ông bà cũng sống ở đó bán quán là kiểu một quán nước cả nhà giống như con hẻm này đi vô thì ở uh, chỗ này là cái chỗ mà bán uh, nước duy nhất cho nên là cũng được bà con xung quanh chỗ đó người ta uống nhiều lắm uh, với lại là đi sâu vào bên trong một đoạn nữa cỡ chừng 200 thước thì có một cái ngã rẽ rẽ qua những cái đoạn mà có mấy cái giống như mà con kênh vậy đó để có hàng nhà nước xung quanh hai bên đó cả nhà, à, thì cũng kiểu mà người ta hay về chơi này nọ, người ta đi ra người ta chặt dừa nước hay này nọ, người ta cũng ghé nước người ta, người ta uống, cho nên là bán nước thì nó không phải là quá đông như cái khu vực nội thành rồi, nhưng mà có một cái đó, là nó cũng làm ăn được, cũng có cái thu nhập. Thì mọi người xung quanh cứ đón già đón non, nhưng mà gia đình của chú thứ Hai thì mới về đây để mà sinh sống thì nói chung là cũng không có quen biết ở đây. Chỉ coi nhau như là hàng xóm thôi mà đã là hàng xóm rồi thì nhà người ta mới cất á. Mặc dù là mình nghi có những cái điều đó mình cũng đâu có dám hỏi cả nhà. Thì trải qua đâu cỡ chừng 2 tháng, chú thêm hai với lại ông bà tư sống trong cái nhà này. Thì tới lui để mà uống nước ở quán của chú trường cũng khá là nhiều lần rồi. Thì tới cái lần đó chú trường mới bạo dạng do là thấy là tính cách của chú thêm hai này cũng rất là dễ dãi, nói chuyện cũng rất là hòa đồng. Thì có một lần À, chú hai ông qua bên đó ông ngồi mà ông ngồi mới rầu rĩ lắm Ngồi kiểu mà ông buồn Thì chú trường ông mới lấy ly cà phê ra Ông mới ngồi ở xuống ông nói chuyện Ông mới đánh tiếng ra ông hỏi Ông nói chuyện vòng vòng hồi cái ông hỏi Ông nói anh hai ơi Chỗ mình thì trước là xa quen hàng xóm láng giềng với nhau Thì uh, tôi hỏi cái này Nếu mà có gì không phải thì anh cũng đừng có buồn tôi nha uh, Có gì đâu uh, anh trường Anh có gì thì anh cứ hỏi đi Tuổi của em thì nhỏ hơn anh anh cứ kêu em bằng em được rồi à, vậy cũng được vậy có gì vậy, chú cứ hỏi đi à, tôi hỏi anh cái này nghe anh hai sao mà tôi thấy á tôi đi qua lợ tôi mua đồ này nọ tôi thấy nhà anh hay cúng mà bộ anh là con một trong nhà mà nhà trước ông ông bà đông lắm bây giờ mình cúng hết hay sao thì kêu mà hỏi khéo khéo cả nhà thì ban đầu á có vẻ như là chú hai cũng không có định cởi nhưng mà thấy là ra cái quán này bao nhiêu ngày rồi một tháng mấy trời rồi và thấy tính tình của chú trường cũng rất là dễ chịu và dễ thương cho nên là à, chú hai đó, ông cũng kể mà ông kể thì ông có nhắn một câu ông nói á à, chuyện này đó, thì à, anh kể chú nghe nhưng mà chú cũng đừng có kể nhiều nghe à, cũng gia đình anh thì cũng không có muốn mới các nhà mà có người này đồn thổi cái này đồn thổi cái kia thì nói vậy thôi chú trường ổng cũng nghi nghi rồi, ông nói rồi 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 như là những suy si đoán của mình là hình như nó muốn chính xác rồi, cái ông mới hứa, ông nói rồi em sẽ không có nói cái chuyện này ra, anh hai kể cho em nghe là tin tưởng em rồi thì em sẽ không kể ra ngoài. Lúc đó thì ông chú hai ông mới bắt đầu kể, ông nói là khi mà về nhà rồi đã nghe thì cái ngày đầu tiên á dọn hết đồ này vô nhà thì mệt nhọc quá ngủ rồi, cũng không có thấy gì. Con cái á là sáng ra thì những cái đồ mà chắc á giống như đem đi trong nhà thì nhà có hai cái phòng với một cái nhà bếp rồi nhà vệ sinh thì mỗi trong phòng đều có hết cái khoảng bên trái á tính từ ngoài đi vô thì đó là cái nhà bếp nấu ăn nấu nướng này nó còn ở bên phải á là à, để những cái à, nhà tắm đồ cả nhà nhà tắm đồ với lại à, giữa tay giữa bồn giữa tay này nọ các kiểu á thì hai cái phòng. À, để đồ của ông bà Tư, ông bà Tư ở cái phòng đầu tiên thì đem đồ ông bà Tư đồ vô để để vậy đó. Thì còn cái phòng thứ hai á thì lúc đó là chưa có ngủ nha. Cái phòng thứ hai đó là cái phòng của chú thím Hai á. Còn đồ đạt đem qua là chỉ chắc đỡ tạm ở ngoài cái nhà khách. Nhưng mà do là tính của thím Hai á thì thím hay làm xuyên cho nên là là, là thím mới lấy một ít đồ thím đem vô trong phòng thím để trước thì các bạn biết rồi khi mà mình dọn một cái nhà thì những cái đồ mà quan trọng với hai vợ chồng sẽ đem vô cắt ở trong phòng trước. Thím hai nhớ á, là thím hai có đợi là hai cái bị đồ, hai cái bị đồ mới nha, Và một cái vỏ sách, cái vỏ sách là, là vỏ sách mũ nhưng mà nó cũng hơi lớn và đặt ở bên trong á, là những cái loại mà uh, nữ trang của thím hai. Thế Mai nhớ rõ ràng là để bên trong là ba cái món đó thì chú hai ông mới kêu nó thôi tối rồi không có làm gì nữa trơn á ngủ nghỉ đi. Thì hai vợ chồng cũng ra ngoài cái nhà khách ngủ đỡ cả nhà, không ngủ trong phòng nha. cái, cái tính của Thím Hai là khi mà đó đầy đủ đồ này nọ trong phòng rồi đó thì mới vô ngủ. Cái hai vợ chồng mới ra ngoài nhà khách ngủ, ngủ xong rồi tới sáng á thì Thím Hai mới đi vô trong phòng trước, mà khi mà đi vô trong phòng á các bạn hai cái bị đồ thì còn còn cái vỏ mà để trang điểm á nó lung ta lung tung hết trơn giống như thể là có ai mà bư ở trong ra vậy đó bư ở trong ra rồi đổ lan can ra ngoài vậy đó nó tùm lum trong phòng hết trơn mà đồ mà đồ trang điểm của phụ nữ mà kem phấn hay là những cái vật dụng này nọ nó, nó nó nhiều cái nữ trang cũng có trong đó nữa mà không bị mất không mất món nào chỉ có một cái là tung té ra ngoài chung giống như là một cái người mà bư ra mà dục thí đại thú đại vậy đó cái thím hai mới lật đặt, đặt đi ra hỏi chú hai Nói anh ơi Hồi tối mơm á Thì con mình ngủ với lại tía má Thì nó đâu có phá đâu Mà tía má thì đâu có đời nào mà mà, 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 mà làm... à, Dục đồ của em Với lại á Cái phòng đó thì em cũng khóa cửa lại rồi Mà sao đồ đạt nó dân tùm lum ở trong anh Chú hai cũng ngồi dậy Và đi xuống dưới phòng để mà coi Thì xuống dưới coi á bước vô trong phòng là chú hai cảm giác lạnh à. thím hai thì thật ra cũng có nha cả nhà nhưng mà do là lúc đó thím mới vừa mở cửa phòng Nó mới hơi lạnh lạnh nè à. ớn lạnh nó nghe chứ không phải là lạnh từ máy lạnh hay gì lúc đó không có chưa có mở máy lạnh hay gì hết trơn á nhưng mà mới vừa mở cửa ra thì thấy ở bên trong mà đồ đạc nó ngổn ngang vậy cái thím hai cứ lo vô cái chuyện đó à. thím hai mới cảm cả cảm giác được cái sự ớn lạnh của mình còn chú hai á thì ông bước vô một cái cái ông ớn lạnh liền ông nói ủa em có mở uh, máy không mái gì anh nhà cũ mình thì có nhưng mà còn chỗ này thì mái mà bọng gì mình chưa có gắn ờ, anh quên mà sao lạnh như vậy rồi ờ, mà anh nói em cũng nói sao sao mà tự nhiên nó cảm giác lạnh rồi ờ, chắc là nhà mới rồi mình uh, nó cảm giác là lạnh lạnh vậy thôi hai vợ chồng mới dòm kỹ là thì thật sự các bạn không phải là cái kiểu mà giống như là cái cái vỏ mà nó đổ xuống đi thì nó tràn ra ngoài chút xíu thôi cái phạm vi nó cũng quanh quanh đó thôi còn những cái thứ mà nó 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 nó, nó tròn á. thì có thể là nó, nó nó chạy ra chỗ này chỗ kia có ăn cái á thì nó chạy ít thôi còn cái này là nó cứ bằng văng tung té ra ngoài cũng như có người bư mà dục da bư mà dục da vậy. đó. Cây thấy là còn sớm đi cho nên chú hai mới nói là có khi nào tối hôm, hôm rồi thằng 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 nhóc nó nó ngủ không được rồi nó kêu uh, uh, tía hay má rồi bồng nó ra ngoài chơi mà ở ngoài phòng khách á thì mình ngủ cho nên là tía má sợ á, là uh, bồng nó ra rồi uh, uh, nó làm mình thức tí má mới bồng nó vô trong phòng này không nhờ nó nó quậy như vậy nhưng mà con cái là nó 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 nó, quậy quá đi cho nên là mới giờ dỗ nó ngủ rồi buồn ngủ luôn thì lúc đó là chú hai ông si đó vậy thì cũng đợi đợi tới uh, khi mà ông bà tư thức dậy rồi đó thì mới kêu kêu ông bà tư ra nọ ăn sáng này nội rồi mới hỏi cả nhà hỏi rất là khéo nghe hỏi thì ông bà tư nó không có mà cái đứa nhỏ nó cũng đâu, ngủ rồi hoàn toàn trong nhà không có ai phá vậy không ai phá thì làm sao cái đồ này nó đổ tới cái mức độ như vậy thì hai vợ chồng uh, tuy là cũng có một cái gì đó nó, 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 nó hơi thắc mắc và nó 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 phi lý con cái á, là cũng thấy là nhà mới thôi mọi chuyện thì cứ cho qua lỡ rồi thì lậm vô cũng không có mắc má cái gì rồi chú hai cũng đi kiểm tra xung quanh cái nhà thậm chí là đi lên trên á chú kiểm chú kiểm thì tôi nói chú nói là cái nhà của chú mà nếu mà vô á, là chỉ có cái đường là 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 là, là Đu cái nhánh cây dầu á mà nhảy qua bên đây thôi con cái á, thì cái khoảng cách á, là đâu bốn thước mấy ở cả nhà bốn thước mấy thì làm sao mà ai mà có thể mà nhảy được cái nhánh cây dầu đó qua bên đây được cái chuyện đó không có mà nó dụ người ta nhảy vô, 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 trong đây rồi á thì ở trên sân thượng họ đi xuống á đẩy cái đường đi lên rồi thì sao mà họ xuống được bởi vậy chú mới đi xuống chú nói sao kỳ vậy ta sao mà, mà thí dụ như ăn trộm ăn bọng gì để vô lấy chứ làm gì vô mà nó buôn nó, nó nó quăng vậy thì cũng thắc mắc nha cái tối đó ngủ tối đó ngủ cũng im ru không có gì tối đó dọn đồ hết trơn vô trong phòng hết trơn rồi im ru không có gì ha qua ngày sau qua ngày sau thì ngủ rất chưa. Thím hai thím đang nằm ngủ ngon lành vậy đó cả nhà. Thì thím mơ mơ màng màng giống như thể là các bạn nói là giống như cái người bị mớ. Đó. Khi mình mớ rồi á mình đang ngủ mớ cái mình thấy có một cái giờ vật gì nhỏ mình cũng trở thành thiệt là lớn lớn lắm. Càng lúc nó càng lớn càng lúc nó càng lớn thì cảm giác nó cực kỳ khó chịu luôn. Thì thím hai cũng <laughs> mớ nhiều lần rồi cho nên thím hai biết là mình đang nằm mớ đó thím hai mới cố gắng là theo cái kiểu mà gượng 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 nó thức dậy cái thím giật mình gượng gượng họ thím thức dậy được cả thím mừng quá đi thím mới vừa thức dậy thì bắt thình lình nó thím thấy á là ở trên cái chằng ở trên á cái chằng ở trên thì thím thấy là có một cái hình dáng mà tao nói giống mi cho con thằng lằn vậy đó. hình dáng người ta mà hai tay hai chân là chắp lên trên chừa trên trên, trên tường ở cả nhà mà đen thù lui à ừ. nha quay cái đầu xuống quay cái đầu xuống thì cái đầu cũng đang thù lui à nhưng mà có miệng đồ đàng hoàng nghe cái miệng đổ lơm ừ. luôn thím giật mình thím mới là cái ơ một cái thì từ trên đó bóng đen đó nhào xuống trên người của thím thím cứ ngắt luôn đó. thì cái lúc đó nó khi mà khi thím la cái tiếng ớ lên vậy đó thím quảng hồn quản vía cả nhà cái tiếng đó nó phát ra làm cho là bà tư với lại ông tư đang giỡn với cháu mình ở bên ngoài là có nghe nghe được cái tiếng đó cái ông tư mới nói bà bà coi coi con dâu sao mà nó la của nó có té không bà tư mới đi lại chỗ cái cửa phòng đập cửa đập cửa hoài thì thím hai nằm ở đây là nghe hết nghe hoàn toàn những cái âm thanh mà má chồng của mình đã gõ cửa con ơi có sao không con có sao không hỏi liên tục như vậy thím nghe hết nhưng mà thím lại không thể nào trả lời hay là giống nhích gì được thì bà tư ở bên ngoài bà gọi một hồi rồi á mà đã không có tiếng trả lời rồi thì ông tư cũng giờ giống nó sao nó không trả lời bà hả? sao, sao kỳ vậy? cho mở cửa ra coi mai á là thím hai á rất là quý là, 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 là à, ba má chồng của mình cho nên là khi mà thím ngủ thì họ không khóa cái cửa trong tại vì thím biết cái tính của ba má chồng mà khi mà biết mình ngủ rồi là không bao giờ làm phiền thế vậy bà tư mới mở mới mở cửa mở được thì bà Tư mới bước vô Thì cái lúc mà bà Tư bước vô thì con mắt của thím hai nó tan ti hí cả nhà Giống như 10 phần mà nó mở được Cỡ hai phần vậy đó Thấy rõ ràng Thấy rõ ràng là bà má chồng của mình đang đi lại cái giường của mình Thì thím mới mừng quá đi Thím mới cái dạng thím gầm thím kêu là ma ma cứu con cứu con Thế kiểu như vậy đó Nhưng mà thím nói là thím la rất là lớn nha Mà lúc đó bà Tư đâu nghe được cái gì đâu Là thím chỉ la được trong cái tiềm thức của thím thôi Chứ không có phát âm thanh ra ngoài thì làm sao mà bà Tư bà nghe được cho tới khi mà bà tư á bà đi lại gần cái giường á do là bà gấp gáp Bà thấy sao con mình nằm ở đó con dâu của mình nó nằm ở đó mà nó ngủ với cái tư thế mà cái tay của nó nó quạt quẹo qua bên vậy nè thì bà tư bà tưởng đâu là con dâu mình xỉu bà nó chơi phải có cái gì với con thì bà mới bước lại bà bước lại gần khi mà bước lại gần á thì cái người của thím hai nhẹ ra và thím thấy á, là có một cái bóng đen chạy ra khỏi cái phòng chạy ra khỏi cái phòng nha thì lúc này á Bà Tư mới kêu 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 giật người của thêm hai nhà thím mới giật mình vậy. Má ơi, má ơi, má má, má ơi, má ơi, ơi thì cái tiếng mà ma má ơi á thêm hai nói không có được rõ ràng. Khiến cho bà Tư chỉ nghe được là má má ơi, má ơi, má ơi, má ơi không chứ hoàn toàn không nghe được cái từ ma. Ủa con 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 sao vậy con má nè, má nè, con sao vậy, sao vậy? Thím hai mới khóc quá trời khóc luôn. À, lúc đó thì ông Tư bên ngoài mới nghe khóc vậy Ông mới đi vô, ông tưởng là cái chuyện gì Ông đi vô, ông đi vô Thì ông thấy là hai má con thì Bà Tư thì đang dỗ Còn thêm hai thì đang khóc Mà khi gặp ông Tư rồi đó Thì giống kiểu cùng thương ba má chồng thiệt cả nhà Nhưng mà dẫu sao Thì cái người con dâu á cũng luôn luôn là, 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 E sợ cái người cha chồng hơn một xíu Tại nhiều dẫu sao cũng mới về làm dâu mà Có hơn một năm mà Rồi thấy là cha chồng mình vô thì cũng hơi mắc cỡ Đó, à, Thì cho nên là mới dán gồng lại và không khóc nữa đợi khi ông tư ông bồng cháu lại gần rồi đó thì cái đứa con nó mới tuổi mấy nó kêu cứ, kêu cứ, cứ là mẹ 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 vậy đó cái thấy là nhà cửa là cũng bây giờ là có người rồi ba má chồng mình ngồi kế bên rồi thì thím mới cởi lại luôn thím cởi là hết thím kể lại như vậy cái ông bà tư mới đem đồ ra này nọ cúng rồi mới đợi cho chú hai giờ á thì chú hai mới lật đật chạy đi là kêu thầy cúng kêu thầy cúng như vậy thì khi mà thầy về thầy cúng á thì ổng cúng bữa nay yên ổn được hai ba ngày thì lại nó có nhiều cái việc khác nhưng mà cái lúc đó thì chú hai không có kể cho chú trường nghe là những cái lần khác là như thế nào chỉ có một cái là cứ cách dài ngày dài ngày là gặp cái chuyện tâm linh dài ngày dài ngày là gặp cái chuyện tâm linh mà nội trong nhà không cúng giết mà hết ông thầy này tới ông thầy nọ trong vòng chỉ có hai tháng ở đây thôi mà đã cúng hết ba ông thầy rồi mà mỗi ông vậy về Đã phải cúng như một ngày hai ngày cả nhà thì cái bữa nay qua hai ba ngày sau cứ cúng hai ba ngày sau mới cúng cũng hoài cũng hoài vậy mà không hết cho nên là chú hai ông rầu rĩ quá không biết giải quyết làm sao thì khi mà ông kể cho chú trường nghe đó ông có hỏi chú trường vậy ông nói chú trường hồi nào giờ ở uh, bản gốc ở đây hàng sao thì chú trường cũng nói thiệt lòng luôn là hồi trước thì không phải ở đây chỉ về đây sống là khoảng 5 năm nay thôi còn cái nhà mà khi á uh, chú hai qua bên đây để mà mua thì cái nhà đó đã được bỏ hoang khoảng chừng là 3 năm không có người ở thì sau này con cái về á là mới có chỗ khác ở rồi cho nên là mới kêu bán kêu bán rồi thì à, chú thêm hai cứ mới nghe cái chỗ kêu bán rồi mới đi qua là mua thôi cái kiểu mà ta để bán thôi vô rồi mua một cách bình thường không có gì thì à, à, chú hai mới hỏi vậy chứ nào giờ ở đây có lúc mà bỏ quang vậy có chuyện tâm linh hay không thì chú trường ổng cũng nói thiệt cả nhà ông nói là tôi cũng buôn bán quán này nọ tôi cũng thức sớm nha rồi khi tôi đi khuya giờ ngang chỗ này này nói tôi cũng không gặp tâm linh gì mà cái nhà ở kế bên cái nhà của anh á thì tôi có hỏi thì cái nhà đó nói á là đi làm suốt à giờ cái mệt quá thì ngủ ngơi này nọ chứ cũng không có bước ra khỏi nhà cũng không có thấy chuyện tâm linh gì thì bản thân của chú hai trước khi mà hỏi chú trường thì cũng đã hỏi cái nhà kế bên rồi thì cái nhà kế bên người ta cũng nói y gian vậy nhưng mà thật ra cái dông này là cái dông ở trong cái nhà cả nhà nó không có phá mấy cái người hàng xóm xung quanh nha nhưng mà từ khi á chú hai giờ ông phá bỏ cái nhà cũ thì ông cất lên cái nhà mới làm như cái dòng này đi ra đi vô được cả nhà là bắt đầu nó phá cái chú hai mới nói với lại chú trường vậy theo kiểu là cũng bây giờ hết biết đường rồi cứ cúng hoài cúng hoài thầy bà thì chỗ này nghe nói hay chỗ kia hay thì cứ đi mời mời giờ xong rồi cúng kiến rồi nó cũng đâu vào đó nó không có giải quyết được cái sự việc gì hết cái chú trường thì thật sự ông thì ổng cũng không có quen biết thầy bà gì cả nhà thì nghe nói vậy là chỉ là đồng cảm rồi an ủi qua lại thôi chứ cũng không có giúp được gì nhưng mà cái chuyện đó thì có thể nói là trong cái xóm này thì ngoài cái nhà kế bên thì chỉ duy nhất có mình chú trường là ông biết mà cái tính của vợ chú trường á thì hơi theo kiểu là là, là không có giữ bí mật được cho nên là chú trường cũng không kể cho vợ ông nghe luôn ông biết mình ông à đó thì uh, mấy bữa sau chú hai cũng có qua để mà uống cà phê uh, nhưng mà lúc đó thì chú trường ông bặn buôn bán này nọ rồi công việc ông nhiều cũng không có hỏi nhiều chỉ vô chào hỏi một hai tiếng thôi nhưng mà từ cái bữa đó rồi đó thì đâu có từng lễ sau là không thấy ông chú hai ông qua uống cà phê nữa thì đùng một cái á, là ông đưa ông bà tư với lại là vợ con ổng trở về cái chỗ của ông ở và căn nhà mới toan như vậy nhưng mà đóng cửa lại không có dám ở cả nhà trở về nhà cũ ở phải dọn đồ này nọ ngay trong cái ngày đó luôn thì khi mà dọn như vậy thì à, chú trường ông có chạy ngang ông có thấy thì ông thấy là ông cũng biết rồi cần gì phải hỏi cả nhà cho nên là ông không có hỏi nha thì đâu có chừng là mấy bữa sau nữa thì mới ông chú hai đó ổng mới qua và ông treo bản là bán nhà ổng trao bản bán nhà mà cái chỗ đó khu vực ở chỗ đó thì lúc đó là ở chưa có đông với lại phần lớn ở chỗ đó là kiểu cũng việc người dân mà cũng kiểu mà trung bình rồi Cả nhà chứ không có phải là dư giả tiền tiền của cho nên là đâu có ai gần gần đó đâu có ai mà có tiền mua à, thì lúc đó đó cái nhà như vậy treo bán trong vòng một tháng mấy mà chưa có người mua thì à, chú trường á cứ hỏi một tháng á là ông sẽ đi qua ông gặp chú Ba đức hoặc là ông chú Ba đức sẽ hẹn một cái điểm nào đó để cho chú trường ra là anh em nói chuyện với nhau tại hai người cũng khá là thân thì khi mà nói chuyện với nhau thì vô tình chú ba đức có cũng, có dẫn vợ theo mà hai người người nào cũng dẫn vợ theo hết thì ngồi nói chuyện chơi với nhau vậy đó thì nói cho đúng á, là chú trường ông không có giới thiệu cái nhà đó cho chú ba đức không giới thiệu cả nhà thì chỉ có cái là chú ba đức khi mà ngồi nói chuyện là cũng định ra riêng tại vì bản thân chú trường thì ông biết là nhà của chú ba đức là kinh tế có mà nếu mà bây giờ cứ ở trong nhà hoài á, thì con cái đông anh chị em đông á, thì nó sợ nó bất tiện à, thì chỉ hỏi mé mé thôi cái chú ba đức ông mới nói là muốn ra riêng nhưng mà chưa tìm được cái chỗ ăn ý vợ tôi á, thì nó thích mà tôi cũng thích nữa tôi thích cái chỗ nó yên tĩnh giống như kiểu mà vợ nhà của vợ chồng của uh, của hai bạn á thì cái đó là vô tình đi chú trường ông sực nhớ ra là ông không giới thiệu rồi ông nói ờ ừ thì ở uh, yên tĩnh thì nó cũng có cái lợi của nó nhưng mà con cái nó buồn nó thoải mái nhưng mà nó buồn thì ngay cái lúc đó vợ của chú trường á, thì thím mới giọt miệng là thím nói ý trời đất ơi vậy là là, là, là là mừng quá rồi cái chú ba đức nó ờ, mà cái gì mừng vậy uh, em hai người thì xưng là chú ba đức với lại chú trường này xưng ở nhà bạn còn, còn hai người kia là lúc nào cũng xưng với người vợ bằng em hết trơn á rồi họ quen xưng hôn vậy rồi thì vợ của chú trường á mới nói trời ơi anh 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 anh, anh ba ơi tưởng cái gì vậy là là, là, là vợ chồng em là có duyên với vợ chồng anh rồi đó giờ làm bạn bè mà bây giờ là chuẩn bị là làm hàng sớm với nhau nè ở chỗ em á, có một cái nhà mới vừa cắt khoảng một tháng mấy hai tháng mà không biết bị một cái cái gia đình mà à, có cái chuyện gì đó mà họ treo cái bảng bán nhà mà cái nhà được lắm nghe thì khi mà nói như vậy á, bản thân á của chú Ba Đức với lại vợ của mình là hai người đang trong cái tâm lý là đang tìm chỗ. Các bạn hiểu không? Cái người mà giống như họ có tiền rồi. Họ đầy đủ kinh tế rồi và họ đang cố gắng để mà tìm một cái chỗ nào để mà họ mua để họ ở ra riêng và đặc biệt họ chọn một cái vị trí á là phải là yên tĩnh, thích hợp với bản tính của họ. Giống như thể là cái nhà của vợ chồng chú Trường thì hai người rất là thích cái kiểu sống như vậy Mà bây giờ lại có một cái người mới nói với mình là một cái nhà mới cất Mà vì cái cái vấn đề gì đó bên gia đình đó là họ treo cái bảng bán nhà Mà lại gần nhà của hai vợ chồng nữa Hai vợ chồng bạn mình nữa là ngay cái khu mà, 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 mà à, vợ chồng chú Bà Đức khoái mà Thì lúc đó chú Bà Đức mới hỏi tới tới tới, tới cả nhà Hỏi tới 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 luôn Lúc này nè thì ông chú trường này ông mới giật mình ông nói thật, thật thật không được không được cái chuyện này á thì chú hai á ông qua uống cà phê ông kể cho uh, chú trường nghe thì chú trường ông không có kể lại với vợ ông nghe cho nên là vợ ông là không có biết được cái trường hợp trong nhà nó gặp cái chuyện tâm linh nó gây gớm đến cỡ nào bản thân của vợ chú trường là chỉ có ý là nó thấy bạn mình bạn của chồng mình cần cái chỗ ở mà thấy là tính tình hợp với nhau mới đi chung như vậy rồi giờ mà ở gần nhau nữa thì khoái quá cho nên là giọt miệng nói liền Cái đó là xuất phát từ cái lòng tốt Cho nên là sao mà la vợ mình được Thì lúc này chú Trường nói phải nên nói hết cho vợ chồng của chú Ba Đức nghe Chú Trường mới kể lại là, là ờ cái gia đình đó bà biết làm sao mà cố sự như vậy không Mà người ta là, 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 mới cắt mà chỉ mới có vài tháng là người ta bán không Sao sao Tôi thấy là làm như cái nhà đó ở không 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 được hay sao nghe thấy mặt mày buồn giàu tối ngày à? Không phải. Người ta buồn giàu tối ngày không phải vì kinh tế hay là xung đột trong gia đình không có mà là vì có ma cái có ma gì ông thì tôi thấy cũng có chỗ cúng kiến mà kiểu mà nhà mới tới giờ nó cúng kiến nha thôi chứ có gì đâu bà ít thấy nhưng mà tôi thấy nhiều cái người đó đó cái anh đó đó anh qua uống cà phê anh kể cho tôi nghe nè mà tôi thấy cái tính bà là không có giữ được bí mật cho nên là là, là tôi không có kể um, cho em nghe ôi là cái cuồng sao chú ba đức và vợ của mình là đang nôn nao nôn nao để có cái chỗ vậy quá sướng rồi quá mừng rồi đúng ý mình rồi cho nên là hỏi tới à, chuyện tâm linh là sao 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 mà thời buổi này rồi mà mày tâm linh gì nữa trường bạn tâm linh gì vụ vụ này tôi nói cho bạn nghe cái anh đó anh kể cho tôi nghe như vậy nè đó thì chú trường mới cởi lại thì chú nghe làm sao chú cởi lại làm vậy cho chú bà đức nghe thì khi mà cởi ra những cái điều đó rồi đó bản thân của chú bà đức á, thì do là nhà có kinh tế rồi ăn học đầy đủ sự nghiệp nó cũng đang ổn định cũng làm ship người ta mà vợ của chú Ba Đức á Thì cũng giống như chồng Cho nên là hai người này á Họ Có cái phần là không tin tưởng vào cái chuyện thời buổi thế nay là có ma Và họ nghĩ rằng á Dù cho có ma cũng không có gì phải phải, 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 phải sợ hết Mình ở trong nhà Do là cái nhà Rồi hỏi kỹ là chắc là nhà trước bỏ quang rồi bây giờ cắt lên này nọ chắc lúc mình đi vô động thổ này nọ đó Thì không có cúng kiến đầy đủ thôi không cúng cho nó nó, nó nó, hoàn thiện thôi cho nên mới xảy ra những cái chuyện như vậy cái lúc đó thì thật ra chú trường á qua ngày hôm sau á họ hẹn với nhau để mà đi lại chỗ đó để mà coi sơ qua cả nhà thì bản thân chú trường thật sự không muốn đâu cả nhà không muốn tại vì ông đã nghe cái chính miệng cái người mà ở trong nhà người ta kể như vậy luôn rồi thì người ta cũng là giống như chú ba đức và vợ của mình người ta thích cái chỗ yên tình người ta mới về đây người ta mua đất người ta cắt nhà mà cắt nhà xong người ta bỏ đi thì đâu có chuyện đó mà người ta đã không may mà đi riêu rao cái chuyện ở trong nhà mình có ma này nội ra bên ngoài chứ mà cái ánh mắt cũng như là cái thái độ và cử chỉ của cái chú hai đó là hoàn toàn thật sự nhưng mà dẫu sao thì bây giờ vợ chồng của thằng bạn mình nó cứ một hai nó muốn một hai nó muốn là thôi dẫn nó qua cho nó coi sơ cái nhà thì từ từ nói chuyện với nó thậm chí là chú ba chú trường còn cố ý đi qua cái nhà cặp bên nhà của vợ chồng chú hai Cái nhà mà đang bán á thì tại vì hồi trước con có, có nói đó là chú hai chỉ kể cho chú trường nghe và cái người cặp cặp trách nhà thôi là bây giờ là chú trường cũng cố ý để cho cái người cặp trách nhà đó nói cho vợ chồng chú ba đức nghe mà đừng mua tại vì có tiền mà thiếu về chỗ để mua càng gì phải mua chỗ này chú trường cũng nghĩ như vậy nhưng mà chủ nhà đó người ta cũng nói luôn nói là có cái thằng ở bên nhà này nó có kể cho tôi nghe nhưng mà thật sự nghe thì hồi nào giờ tôi ở đây cái nhà này khi mà nó bỏ quan rồi, rồi nọ tôi, tôi cũng không gặp tâm linh gì thì cái chủ nhà người ta cũng có sao người ta nói vậy thôi cái chú ba đức lại dựa vào cái điểm đó nói lại chú trường á nói mà thấy chưa đó gì có gì đâu mà nhầm khi cái dông nó không phải là cái dông ở đây nếu như mà có ma tao tao nghĩ không có ma còn nếu như là có ma đó thì chắc là cái gia đình đó là có dông theo cho nên đi tới đây rồi mới phá vậy chứ không phải là cái dòng hiện tại ở đây mà giờ vợ chồng đó cái gia đình nó đi rồi thì chắc cái dòng đi theo rồi à thì cái người mà đã muốn mua rồi cả nhà tại vì chú ba đức với vợ mình nhìn vô quá ưng ý đi mà hỏi thăm thì biết cái nhà hai phòng này nọ có bếp này nọ rồi toilet sẵn ở trong mà ở trên là có cái chỗ như vậy nữa thì hai chồng mà mới cưới nhau ra ở một cái vị trí như vậy mà hai chồng là thích cái chỗ điềm đạm nữa thì qua rồi không còn gì mà có tuyệt vời hơn cho nên là rất là muốn mua cực kỳ muốn mua luôn đó thì bữa đó mà cuối cùng ở cả nhà mới gặp cái gia đình của cái cái um, uh, chú thím hai thì khi mà gặp hẹn với nhau rồi nè đi bàn nó giá này nọ rồi nói chuyện rồi ăn uống đó thì chú trường thậm chí còn nhắc lại để cho cái người đó là chú hai ông kể nhưng mà cái gì cũng phải thông cảm cho người ta cả nhà chú hai thì ông cũng chỉ kể ở cái mức độ là đã kể cho chú trường nghe làm sao thì kể cho hai người này nghe làm vậy nhưng mà đương nhiên khi mà ông kể thì ông cũng 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 hơi lướt tình huống một chút xíu chứ không có kể uh, rõ ràng và tỉ mỉ như là kể với chú trường cái điều đó là không chắc người ta được tại vì nhà người ta đang bán mà bản thân của chú trường á, là ông biết là chỗ mà người ta bán nhà mình vô mình nói cái câu đó ra là mình đã bậy rồi nhưng mà thà mình bậy với chú hai lúc đó chú trường nghĩ vậy mà thà là bậy với lại uh, chú thêm hai này chứ không thể nào bậy với bạn mình được ông nghĩ như vậy cho nên là ông nói nhưng mà khi mà ông nói ra ông cũng biết là cái lời nói của ông là không có thích hợp. tự nhiên người ta đang bán nhà ông ngồi đó ông nói chuyện tâm linh. nhưng mà cái chú thứ hai đó thì cũng là một cái người tốt đó, cho nên là họ vẫn nói ra, họ kể. nhưng mà con cái là người ta kể những cái điểm chủ yếu thôi cả nhà. còn ba cái chi tiết thì ông chú trưởng đã kể cho uh, vợ chồng chú Ba Đức nghe rồi. thì khi kể như vậy á, chú Ba Đức và vợ của mình cũng luôn đinh ninh trong đầu thời buổi này thì ma cỏ chắc là không có đến đổi như vậy. Và một cái phần thứ hai thì có thể là cái dông linh đó đã theo gia đình này từ ở bên nhà cũ qua bên đây. Nhưng mà bây giờ là không có tiện để hỏi người ta. Ờ ừ, anh, 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 anh dẫn tía má anh về rồi đó. Có gặp tâm linh hay không? Thì đâu có tiện hỏi về được nữa. Mình đồng ý thì mình mua. Hay, còn không đồng ý thì thôi. Thì cuối cùng á. Vợ chồng chú thứ hai đó mới đưa ra một cái mức giá. Mà cái mức giá đó. Đối với cái người mà có làm kinh tế như là chú thím hai. Anh à, xin lỗi cái nhà là um, uh, cái người làm kinh tế giống như là chú Ba Đức á vợ chồng chú Ba Đức á thì biết được rằng cái giá này đưa ra là một cái giá rẻ chứ không có mắc. Hai vợ chồng đồng ý liền các bạn có tin không là qua hai ngày sau là đem tiền qua tới chỗ liền. Rồi bắt đầu là đi ở nhưng mà do là vợ chồng chú Ba Đức là ra ở riêng mà lúc đó thì cũng chưa có cái bầu bì gì cả. Hai vợ chồng dọn vô ở á cũng là nghe lời của chú Trường là cũng đi mời thầy này nội về cúng trước. Cũng cúng rồi cũng dữ lắm nha thì cũng nghe thôi chiều ý bạn mình bạn mình nó cũng muốn tốt cho mình rồi cũng cúng cúng im im lắm cúng mà đồ ăn hay là cái những cái thứ mà mời thầy giờ là cũng như nó cũng nhìn nó xa hoa lắm đó cúng xong xuôi đầu đó đó thì chú trường ông cứ khi mà chú ba đức ông về nhà rồi nghe thì chú trường ông cứ cứ có cái cảm giác ông sợ sợ đó. cái ông mới qua ông qua chơi ban đêm hoài cả nhà đó rồi cứ mỗi sáng ra đi qua bên nhà của chú Trường ăn sáng với uống cà phê này nọ đó Thì ông hỏi, cứ qua ăn sáng là ông hỏi, chú Bà Đức qua là ông hỏi Mà hay một cái là im ru cả nhà Ở đúng một tháng trời luôn là không có một hiện tượng tâm linh gì hết Làm cho vợ chồng của chú Bà Đức á, càng tin tưởng vào cái lối suy nghĩ của mình Và chú Trường cũng phần nào đó được yên tâm Nhưng mà chỉ khoảng được thêm 3-4 ngày sau khi một tháng đó đó Như, một, như là một tháng với 3-4 ngày thôi thì lại có việc xảy ra nhưng mà cái việc này thì đến chưa nó cũng chưa có lá động gì tới vợ chồng của chú bà đức hết là ở gần đó là có một cái chú xe ôm ở đầu đường á cả nhà à chú ở đầu đường á chú chạy cho à, ban ngày để chú chạy cho khác chạy hàng kiểu này nọ nhưng mà tới giờ chiều á là chú sẽ về ở ngoài cái đầu đường đó để mà chú chở những cái khách ở trong đây nè họ đi ra họ mua đồ hay mua này nọ đó hay là hoặc là họ đi làm gì đó thì chú chở cái bữa đó đâu khoảng là 8 giờ mấy gần 9 giờ tối rồi thì cái chú chạy xe ôm này hồi nào giờ ông cũng đi cái đường này ông ra vô ra vô hà rầm nhà ông thì trong khúc mấy khúc mới có cái dừa nước ở trong á ông không có bị nhát không bị gì trên cả nhà nhưng mà như bảo đã nói từ đầu để cho mọi người dễ nắm bắt câu chuyện á thì cái dông này là nó ở trong cái căn nhà quan thì có lẽ là không biết những nguyên nhân nào đó mà hồi trước khi mình ở trong căn nhà quan này thì không ai đã động thì không ai bước vào trong nhà thì nó không có nhát ai chứ nhưng mà từ khi mà vợ chồng của chú thứ hai về gỡ cái nhà bỏ gỡ cái nhà nhỏ cho ta bỏ thì cất nên một cái nhà mới thì làm như cái dông này có thể là đi vô đi ra được và bây giờ nó phá là nó phá bên ngoài chú uh, chạy xe ôm á chú mới chạy là chú chạy tới cái nhà mà có cái cây dầu á thì khi mà chạy tới đầu cái nhà đó thì phải qua cái nhà đó thì phải đi một cái khoảng trống là bốn thước mấy gần năm thước thì mới tới nhà của chú ba đức thì mới chạy tới cái đầu cái nhà đó thôi thì có một người ngoắt chú lại cái người này á là đàn bà đàn bà ăn mặc thì cái kiểu là cũng rất là giống là dân sài gòn con cái là là chú cái chú xe ôm này cái lúc đó là chú sợ chứ không có dám cỡ chi tiết chú chỉ nói vậy thôi mà nhìn cũng khá là đẹp nha con cái là lạ mắt bản thân của chú xe ôm này thì chạy cái đường này quen rồi người trong xóm này thì hầu như là chú biết hết cái chú mới thấy mới là lạ, lạ mắt đi thì chú mới sực nhớ ra là à, cái nhà này một tháng mấy trước là có đổi chủ mà cái, cái chủ mới á cái chủ mới thì cũng mở con tháng mấy à còn cái, cái 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 chủ mới vô này nọ thì cũng hai vợ chồng mà thì có lẽ là cái người này cái người vợ của cái nhà đó đó thì cái người đó mới đứng và ngoắt còn cái ông chú xe ôm này thì nào giờ ông đi chạy xe ông rất là chịu khách ông cũng không muốn rọi cái đèn của mình nó cái đèn pha trên cái bóng đèn của mình nó mà dội thẳng vô cái người ta thì nó mất lịch sự quá cho nên là chú mới dội đi chỗ khác, chú mới nói chuyện. Tại vì thấy là ăn mặc bình thường mà, cái cái người đó mới nói á, anh đợi tôi á, anh đi lại đằng đó, anh đợi tôi, tôi vô nhà rồi tôi ra, tôi đi xe ôm, tôi đi ra ngoài kia, tôi kiếm đồ ăn. Nói nói rõ ràng vậy nha. Thì chú này chú nói ăn mặc nó thì sang trọng, mà nhà cửa mà có tiền mới mua được cái nhà đẹp vậy. Vậy là mình có một cái mối mới rồi. Cái mối này là cái mối là là, là À, à, giống như mối sập rồi. Cái chú mới mừng qua chứ nói vậy thì à, đợi tôi chút xíu đi. À, tôi tôi chạy ra à, ngoài đây, à, à, tôi lấy đồ. Tại lúc đó là cái chú Sơn ôm cũng định là chạy vô lấy cái đồ gì đó. Cái người này mới nói, ừ, đi đi. Cái chú sư mới chạy ngang, chạy ngang qua luôn. Chạy ngang qua thì à, kiểu mà ông chạy được qua cái nhà được một đoạn rồi ông quay mặt là ông dòm Ông dơm, ông, ông coi là có phải thật sự là cái người này đi vô trong cái nhà đó. Tại hồi nãy chỉ vô cái nhà đó mà biết đâu nhầm khi bạn đi ban hôm mà người ta chỉ có thể lên chỉ nhà kế bên làm sao cái chú mới quay quay lại dòm thì chú thấy rõ ràng nha cái bóng người của người đàn bà đó đó là đi là đi vô trong đi vô trong cái nhà của chú bà đức đi vô trong nha thấy rõ ràng là đi vô trong rồi chắc chắn rồi chắc chắn là nhà này rồi tại vì nhà cửa là nó có khóa này nọ. nó đàng hoàng hết trơn mà chuông bọng đầy đủ mà đã bước vô trong được thì là phải có chìa khóa này nọ cái chú mới đi vô đó chú lấy cái đồ chú xong chú mới đi đảo ra thì nó mất khoảng chừng là 3 phút à chú mới dừng ở đó chú đợi chú dừng trước cửa nhà chú Ba đức chú đợi chú đợi hoài đợi hoài đợi hoài không có ai cho cả nhà chú đợi đâu nửa tiếng đồng hồ chú chú chịu không được rồi thì chú mới bấm chuông thì khi mà chú bấm chuông á thì trong nhà người ta nghe chú ba đức mới bước đi ra trời ơi, khuya rồi thường thường nhà chú ba đức là khoảng 8 giờ là đi ngủ Bây giờ á, tự nhiên là trong gần 9 giờ hơn rồi mà có người bấm chuông cứ tưởng là bạn của mình hay là cái người nào quen qua thăm thì chú ba đức mới bước ra thì gặp cái ông xe ôm bản thân của ông xe ôm này thì có thể là nhờ mặt chú ba đức thì biết đó nhưng mà chú ba đức á, thì không, không biết cái ông xe ôm này mới hỏi là ủa anh kiếm ở đây làm chi thì chú ở xe ôm là chú nói chị nhà nói là, 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 là chở chị nhà đi um, mua đồ uh, kiếm đồ ăn gì đó chị mới kêu tôi nè chú đứng trước mắt kêu tôi tôi đợi tôi đợi chị Sao nãy giờ ông đã chị ngủ quên rồi chứ ba đức mới giật mình đó. ủa vợ tôi uh, sớm tự khi mà về ăn cơm nước với tôi nội hai vợ chồng ở trong nhà rồi nói chuyện công việc với nhau không xong rồi ngủ chứ không có bước ra ngoài mà sao mà kêu anh đi sớm được với lại á vợ tôi đi đâu là kêu tôi à chứ sao mà mà đi xe ôm vợ gì nó không chịu đi xe ôm đâu mà anh ơi anh là anh hỏi chỉ lại kỹ giùm coi chứ có chứ em đâu tự nhiên mà em lại nhà anh mà mà, mà, mà em bấm này nọ được chú thì chú lớn tuổi hơn tôi chú kêu co, co, tôi bằng uh, em cháu được rồi nhưng mà con cái là tôi nói với chú là vợ tôi không có kêu để tôi kêu vợ tôi ra nói với chú sẵn nó cũng chưa có ngủ kìa thì lúc đó là chú ba đức cứ mới đi vô là kêu vợ mình ra kêu vợ ra thì nhìn không có giống cái chú sơm này không nhìn không có giống đó ủa vậy trong nhà còn ai nữa hay không thì vợ chồng của chú ba đức nói là không chỉ có hai vợ chồng tôi thôi ủa cái gì kỳ vậy trời chú sơm này ông mới chạy ông chạy ngược ra sáng ra ông mới uống cà phê chỗ cái quán chú trường ông mới kể chú trường nghe tại vì ông biết ông có nghe phong phanh á, là chú ba đức với chú trường là bạn ông mới kể như vậy thì chú trường bản thân đã lo rồi mà khi mà nghe chú sơm kể như vậy mà hồi nào giờ chú sơm ở đây á là đi qua lợi rồi bán rồi ở trong cái tiệm nước cái quán nước của chú trường uống hoài biết tính hết trơn à ông thiệt thà lắm ông không bao giờ nói dốc thì mới lo mới sợ cái chú trường mới làm bộ nói cho qua thôi xong cái chú trường mới đi vô để kiếm chú bà đức nhưng mà lúc đó chú bà đức đi làm rồi hai chồng đi làm rồi đợi tới chiều hai chồng giờ cái chú trường mới kêu lại kêu lại nói nói cái chuyện đó ra cái nghi ngờ ra thì chú bà đức với vợ mình nói thôi không có đâu chắc cái ông đó ông dòm lầm hay sao hay là có khi cái nhà kế bên này nọ cái chú trường nó không người ta khẳng định là đi vô nhà mày vô nhà của bạn á không không có đâu đã vợ tao đi ra không phải mà nhà tao còn ai khác nữa đâu thì cái chuyện đó cũng lắng xuống đến khoảng chừng một tuần sau á thì em của chú ba đức là cái cái cô út á cổ có cái công việc ở gần bên đây cho nên là cậu nói là phòng thì còn trống một phòng thế vậy chú ba đức thương em nó em cứ qua đây làm uh, cho nó gần đi làm đi, đi đi làm tới lui cho nó gần thêm một phần nữa là anh chị sẽ chỉ dẫn cho em biết cách làm này nọ thì uh, anh em thương nhau và bản thân của thím ba đức cũng rất là thương em chồng cho nên là thuận lòng và đồng ý với nhau để cho cô út được qua bên nhà ở thì khi mà cô út vô trong nhà cả nhà làm như cái dông này là mỗi người mỗi khác nha những cái người á, mà uh, chịu rồi á nó cho mình cho ở á, thì nó không phá nó không phá cô vợ chồng chú đức nhưng mà nó lại phá cô út cô út mới vừa qua ở cái ngày đầu tiên nè à, thì đang ngủ ngon chớn trọng khỏ cửa ngoài cụp 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 cô bơi ra mở cửa ra mở cửa thì chống quê trong quắc mà lúc đó là điện thời điểm đó là xài rắn rất là rất tiết kiệm cả nhà cái tính của chú bà đức thì kinh tế có đó nhưng mà xài á phải cho đúng không có mở điện lung tung à, thì cái lúc đó là ở ngoài nó nó hơi tối nó chỉ là có cái đèn nhỏ ở ngoài trước là đà vô thôi thì mở ra không thấy Ủa cái gì vậy không thấy ai chân vậy sao mà anh chị không để anh chị anh giỡn với mình Thì thấy không có ai thôi đi vô Mới vừa quay đóng cửa xong mới quay mặt lại đứng một cục ở trên cái chỗ cái giường nằm cái nhà đứng trên đó đó Đứng vậy mà xỏa tóc xuống mặt nguyên cái bộ đồ trắng Xỏ tóc xuống ha Phủ cái bằng tóc nó xuống vậy là cô, cô la lên cô đập cửa dầm dầm mà cô sợ quá sợ cô đập dầm dầm vào, dầm vô cái cửa vậy nào mà cô không mở cái cửa ra được Đáng lẽ chỉ cần dặn ra cái là bước ra ngoài nhưng mà lúc đó là quá sợ rồi quảng quá quảng rồi chỉ đập cửa thôi la lên quá trời la luôn thì uh, chú ba đức với vợ mới hay mới chạy ra mở cửa chạy ra thì lúc này á, cái cửa nó kêu mở 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 cửa ra mở cửa ra là mở một hồi mở ra được thì mở ra được rồi á, nhào vô bên trong thì cô cứ quơ tay quơ chân theo kiểu là cổ la làng lên chân cô cứ ma 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 cô la vậy đó chú ba đức dòm 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 chú ba đức không thấy chú ba đức không thấy cả nhà chú mới ra chú mở à. điện hết trơn lên thì chú chú mới vừa mở điện lên á thì thím ba đức không thấy thêm thấy là cũng y gian như là cái cái cái, cái, cái um, chú thêm hai á, vợ của thuyết chưa của vợ của chú hai cái cái người mà chủ trước á chòm mà nguyên một cái bóng đen không phải bóng trắng mà nguyên bóng đen bóng đen chòm lên như nào y như con thằng lằn mà quay cái mặt xuống dòm tao nó dòm một cái á, là thêm uh, thêm ba á, vợ của chú bà đức là cái người mà cũng gan đó nhưng mà gặp một cái rồi là như la làng lên một tiếng thì mới em mình la về tới giờ tới vợ mình la nữa mà người nào mà em mặt mày xanh dờn hai chị em ôm ôm chú bà đức cứ ngắt luôn con cái á, thì cái lúc đó thì uh, thím ba đã dòm thấy như vậy rồi thím sợ quá thím la lên một tiếng rồi chấm ôm chồng thím nhắm mắt lại chứ, chứ không có dám nói ra chứ thím không dám mở mắt ra để coi còn hay không cho nên là thím không biết là cái dông nó nó xuất hiện bao lâu nữa thì thím không biết tới khi mà chú ba đức là, 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 là ông dỗ dành này nọ cũng lâu rồi đó là ông mới nói này nói nọ rồi ông kêu mở mắt ra thì lúc đó là hai giây không có thấy nữa có một cái á, vợ mình thấy và em gái mình đều thấy thì chú ba đức dù không tin cũng phải tin không cần đợi tới sáng chú ba đức mới, mới, mới à, bước ra bên ngoài luôn nó thì dẫn vợ với em mình đi qua bên nhà của chú trường và kêu cửa thì chú trường mới đi ra hỏi cái chuyện gì mới kể lại cho chú trường nghe chú trường nó không được như vậy là phải lên mời thầy về mới được chứ không còn mà vậy nữa thì từ tao đó giờ thì không biết thầy nhiều thầy bà nhiều nhưng mà từ cái lúc mà hai vợ chồng mày về ở tao lo nhưng mà tao nói hai chồng mày không có tin không có nghe tao mới về ở dưới quê á tao hỏi tao hỏi thăm coi có ai biết thầy không thì cũng có người nói cho tao là biết có một người thầy quê của chú trường đã ở long an cả nhà thế nên thì về chúng đó là vợ chồng mới đi về đi về dưới rồi mới nhờ ông thầy thì nhờ ông thầy đó lên là ông thầy đó mới làm được đó mà ông thầy này thì cũng không có đánh bùa đánh phép gì nhiều ông lên ông chỉ nói là cái dông này á là cái vong ở cái cái, cái nhà trước á mở phá bỏ cái nhà đó rồi thì nó ra vô được cho nên nó có thể đi ra ngoài chứ thường thường hồi trước thì chỉ vô nhà nó mới phá rồi thì cái dông này cũng không có khó chị nó nhát vậy thôi chứ nó không có làm gì được nhiều trơn nhưng mà cái trong một căn nhà mà có ma mà nhát cái kiểu bất thình lình xuất hiện kiểu đó là không đứng tim chết mới lạ cả nhà Mặc dù ông thầy nó không có gì không có gì Thì không có gì đối với những người như ổng Chứ còn mà tội mới vừa mở cửa quay mặt cho ông mày Không thấy ai Quay mặt vô đứng một cục thụt lừ vậy Không đứng tim chết mới lạ Cho nên là gia đình mới nhờ ổng Thì ổng nói không sao Để ổng Thì ổng cúng kiến đâu cũng hai lần Sáng cúng lần Tối ổng cúng một lần Ổng cúng xong rồi đó Thì cỡ đến khoảng 9 giờ tối Thì ổng nói rồi Nó chịu đi theo ổng rồi Mà ổng nói vậy thì ổng nói chú ba đức với vợ cũng sợ phải đi qua bên kia đó là là nhờ uh, chú hai nè rồi uh, chú tư nè đó, thì mới nhờ nhờ họ về còn chú năm nữa mà chú năm là trai Úc, đó, thì mới nhờ um, họ về mời ở trong nhà ngủ chung thì từ đó về sau luôn im ru phân phát luôn ở cái nhà một cách bình thường luôn cả nhà thì à, câu chuyện của chú Ba Đức á Đến đây là kết thúc một câu chuyện mà nó nói Cái gì cái chứ nói mà Ở trong nhà mà có ma mà nó hiện hình kiểu đó Là đừng nói mà ai gan dạ ai không gan cả nhà Gan cỡ nào cũng 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 chịu không nổi chứ Nhưng mà dông hồn mà cả nhà Thì có những cái dông Họ chỉ nhát chứ họ không có làm những cái chuyện Mà nó gây rợn hơn Họ ám ảnh hay này nọ Giống như cái chỗ họ ở Lại rồi à, Cúng kiến cho họ thì họ Họ, họ, họ không có phải là họ quậy họ ám gì mà họ chỉ là phá vậy thôi nhằm khi họ cô đơn hay gì đó thì khi mà có một cái chỉ dẫn gì đó của một cái người thầy hay hoặc là cái người biết về họ thì họ chấp nhận họ đi thôi nó rất là đơn giản cũng có những cái dòng mà khi mà họ ám rồi, rồi là gỡ không ra thì tâm linh mà cả nhà có những chuyện mà mình giải thích được có những chuyện mình không thể nào mình giải thích được mà đa số là không giải thích được à, rồi câu chuyện ở đây là kết thúc bảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo